Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 13 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát chuyên đề tại CDC Lâm Đồng. Phát triển kinh tế ban đêm, cơ hội cho du lịch Đà Lạt. Đâm rồng làm giàu từ trồng ớt ngọt trong nhà kính. Người dân cần thận trọng khi tái đàn vật nuôi trong thời điểm giao mùa. Bây giờ là nội dung chi tiết nằm trong chương trình giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng với hai nội dung về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Sáng nay ngày 13 tháng 2, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, trưởng đoàn giám sát chuyên đề cùng các thành viên đại biểu Quốc hội, ông Cà Nhiễu và bà Trịnh Thị Tu Anh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, các thành viên tổ tư vấn chính sách pháp luật tỉnh đã làm việc tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Lâm Đồng. Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã huy động toàn bộ cán bộ, viên chức, nhân viên y tế của đơn vị, duy trì công tác thường trực 24/24, lập 12 đội đáp ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ các huyện, thành phố điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, chủ động các phương án phối hợp cùng các ngành, các cấp để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cùng với nỗ lực phòng chống dịch của địa phương, kết quả sau 3 năm triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch tại tỉnh Lâm Đồng đã được thực hiện tốt, tình hình dịch bệnh cho đến hiện tại đã được kiểm soát tương đối hiệu quả, với số ca mắc thấp, tỷ lệ bệnh nhân tử vong thấp 0,1% so với cả nước 0,37%. Tỷ lệ bao phủ vaccine trong dân số cao, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 được triển khai đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, không để lãng phí vaccine phòng bệnh. Về y tế dự phòng của trung tâm với 3 phòng 12 khoa và khu điều trị phòng Di Linh, với đội ngũ nhân viên y tế 187 trên 191 biên chế được giao. Số hợp đồng 20 trên 187, chiếm tỷ lệ 10,7%. Biên chế 167 trên 187, chiếm 89,3%. Nhân viên y tế cơ bản đảm bảo trình độ chuyên môn. Công tác phòng chống dịch lưu hành tại địa phương và dịch mới nổi cơ bản đảm bảo theo quy định, duy trì công tác khám hội chẩn bệnh, thực hiện duyệt cấp thuốc theo đúng thời gian quy định cho tuyến dưới. Công tác tiêm chủng mở rộng cơ bản đạt so với kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm, bảo đảm nhân viên y tế được tập huấn đầy đủ, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt. Qua giám sát ở một số địa phương, đoàn giám sát nhận thấy rằng năm 2022 tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các ổ dịch tăng cao so với năm 2020-2021. Hoạt động tiêm chủng mở rộng trong năm 2022 đạt thấp hơn so với các năm trước, cần thực hiện kiểm tra giám sát đôn đốc mở rộng ở các tuyến. Đối với những sai phạm của cán bộ trong mua sắm vật tư, y tế đã được trung tâm kiểm điểm, truy cứu trách nhiệm. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống các loại bệnh khác, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh, không có số liệu so sánh với các năm trước, do đó chưa đúng với phạm vi giám sát theo kế hoạch của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau khi nghe những ý kiến giải trình và những kiến nghị từ phía CDC Lâm Đồng, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát chuyên đề đã ghi nhận và đánh giá cao về công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như công tác y tế dự phòng trong thời gian qua. Đồng thời, đoàn cũng yêu cầu nên đổi mới công tác y tế dự phòng, thực hiện các giải pháp đột phá về nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu, nâng cao thu nhập nhân viên y tế bằng các giải pháp theo quy định, tích cực tuyên truyền chủ động trong công tác phòng ngừa các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu mua sắm, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhất là đối tượng trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, tiếp thu ý kiến của CDC, đề nghị Bộ Y tế đề xuất với Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 56 về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên y tế cơ sở, và sửa đổi quyết định số 75 quy định về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản, cơ chế đào tạo liên thông từ y sĩ lên đại học để đảm bảo đội ngũ cán bộ y tế cho tuyến cơ sở. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đoàn giám sát ghi nhận và có kiến nghị kịp thời với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Quốc hội để có sửa đổi, bổ sung các quy định trong thời gian tới nhằm triển khai thực hiện đồng bộ hơn, đảm bảo cho công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
Với những đề án quy hoạch phát triển kinh tế đêm được triển khai, Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn về các loại dịch vụ vui chơi giải trí về đêm, thu hút du khách mà không phải phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thông tin trên lĩnh vực du lịch, công ty cổ phần Tobias vừa tổ chức khai trương đưa tuyến du lịch tài năng chính thức đi vào hoạt động. Vì chưa có lãnh đạo các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh và đông đảo du khách. Tham gia tuyến du lịch dã ngoại tài năng, du khách sẽ có nhiều lựa chọn với các chương trình sản phẩm riêng biệt dành cho gia đình, công ty hay cá nhân. Du khách sẽ có những trải nghiệm lý thú khi tham gia các hoạt động như khám phá cung đường trekking tài năng, Phan Dũng, cắm trại giữa rừng, sinh hoạt tập thể quanh lửa trại, thưởng thức các tiết mục trình diễn cồng chiêng của người dân tộc bản địa của Sa Đạt Quỳnh. Tuyến du lịch dã ngoại tà năng Phan Dũng được nhiều du khách biết đến từ năm 2015, nhưng vẫn còn mang tính tự phát. Việc tuyến du lịch tà năng được công nhận và đưa vào khai thác chính thức sẽ tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, gắn với những trải nghiệm dịch vụ đặc trưng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt cho du khách trong thời gian tới. Đồng thời góp phần đánh thức tiềm năng du lịch, hướng đến xây dựng và phát triển du lịch huyện Đức Trọng là điểm đến an toàn, tiềm năng và khác biệt với sản phẩm du lịch đặc trưng. Tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1129 phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, triển khai ở 10 địa phương trong cả nước, trong đó có Đà Lạt, Lâm Đồng. Mục tiêu của đề án là khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, đồng thời gắn kết cộng đồng, giao lưu xã hội cho người dân Việt Nam, giữa người Việt Nam và người nước ngoài, đặc biệt là dành cho du khách. Vậy để khai thác lợi ích kinh tế có thế mạnh này, địa phương sẽ triển khai ra sao? Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Khu chợ đêm là một địa chỉ không thể bỏ qua của du khách thập phương khi đến Đà Lạt. Trong cái xe lạnh của tiết trời phố núi, dạo chợ đêm là thú vui mà du khách nào cũng muốn trải nghiệm một lần. Đến chợ đêm không chỉ thỏa mãn nhu cầu mua sắm, mà ở đây du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản của Đà Lạt hay vui chơi nghe nhạc đường phố. Tất cả tạo nên một không gian thơ mộng quyến rũ và để lại ấn tượng sâu sắc cho lòng du khách về khung cảnh đêm Đà Lạt. Thấy là cái này là một cái rất là hay của Đà Lạt đó, khi mà nó cho Đà Lạt cái tính gọi là nghệ thuật hơn, nó thu hút mình du khách tới, mình ban đêm mình đi ra ngoài mình nghe âm nhạc mà người ta hát, người ta chia sẻ với nhau á, em thấy nó rất là thú vị luôn, kiểu nó rất văn minh đó chị, và nó nghệ thuật đó. Tất cả đồ ăn thức uống hoặc là đồ bán ở chợ đêm Đà Lạt rất, nói chung là rẻ, đẹp nữa. Nói chung cảnh đẹp về đêm của Đà Lạt thì quá tuyệt vời, nói chung là đi đâu cũng thấy hoa mà đi đâu cũng thấy đèn này kia đồ, mình cảm nhận nói chung là mình đi du lịch là mình để thư giãn vui vẻ, mà đi lên đây thật sự quá thư giãn luôn, quá relax luôn. Không chỉ ở khu vực trung tâm thành phố nở rộ các dịch vụ vui chơi giải trí cho du khách trải nghiệm về đêm, mà các hệ thống homestay, khách sạn, các quán ăn, quán cà phê ở các điểm vùng ven của thành phố Đà Lạt cũng tập trung triển khai các dịch vụ cho du khách trải nghiệm khung cảnh đêm của Đà Lạt, nhất là các hoạt động cắm trại, trình diễn ca nhạc hay thưởng thức các món nướng, giúp du khách có thêm nhiều sự lựa chọn khi tham quan trải nghiệm ở Đà Lạt. Thời tiết ở đây tạo cho mình một cảm giác rất chi là an yên, con người Đà Lạt thì rất chi là gần gũi, thân thiện. Rất mong là có nhiều dịp nữa để nhóm bạn của chúng mình có thể đến được Đà Lạt và được trải nghiệm tất cả những cái văn hóa cũng như là những cái ẩm thực của Đà Lạt. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt hội tụ rất nhiều điều kiện để phát triển kinh tế ban đêm. Chính vì lẽ đó, thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã ban hành các kế hoạch triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm, gia tăng các hoạt động dịch vụ, chủ yếu phục vụ khách du lịch và thúc đẩy thương mại, quảng bá các nét văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của thành phố. Ủy ban nhân tỉnh thì đã ban hành một kế hoạch về phát triển, trong đó chú trọng đến phát triển cái du lịch chất lượng cao và đặc biệt là phát triển về kinh tế du lịch và kinh tế đêm, và xây dựng những cái sản phẩm mới để thu hút du khách trong nước và quốc tế, và đặc biệt là phải nâng cao cái chất lượng dịch vụ đối với các hoạt động của du lịch. Và chúng tôi coi đây là những cái hoạt động hết sức quan trọng để nâng cao cái chất lượng phục vụ và thu hút du khách, đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu của người dân, du khách khi đến với Lâm Đồng, đến với Đà Lạt.
Việc phát triển kinh tế ban đêm ở thành phố Đà Lạt trên cơ sở phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa người Đà Lạt. Với các dự án được tỉnh Lâm Đồng triển khai trong thời gian tới, như mô hình khu phố đi bộ dự kiến tổ chức tại đường Trần Quốc Toản đến vườn hoa thành phố, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thu hút các nhóm nhạc, vũ điệu đường phố, trượt patin nghệ thuật, chế tác tranh ảnh nghệ thuật, chế tác thủ công, mỹ nghệ, biểu diễn dọc phố đi bộ. Các hoạt động tham quan mặt hồ, chuyên chở khách bằng thuyền để dạo mặt hồ, ngắm cảnh đêm từ khu vực quảng trường Lâm Viên. Hình ảnh khu chợ đêm mới hiện đại, mỹ quan hơn thay thế cho mô hình chợ đêm hiện nay tại đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hy vọng với những đề án quy hoạch phát triển kinh tế đêm được triển khai, Đà Lạt sẽ trở thành nơi du lịch không chỉ biết phụ thuộc vào các danh thắng và phong cảnh núi đồi như hiện nay, mà còn là điểm đến hấp dẫn về các loại dịch vụ vui chơi giải trí về đêm thu hút du khách. Thông tin trên lĩnh vực giảm nghèo, theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng cho biết, tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2023. Trên địa bàn tỉnh đã huy động được gần 133 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương cùng sự đồng hành của các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác từ tỉnh đến cơ sở và các sở ban ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh, sự tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo ở Lâm Đồng đã thành công tốt đẹp. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã thực hành tiết kiệm, gửi tiền vào Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng với kết quả. Toàn tỉnh có 2.904 lượt khách hàng gửi tiền tiết kiệm, số tiền gần 133 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Thực hiện đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thiếu đất sản xuất, huyện Di Linh đã dành 4 tỷ đồng đầu tư cho hơn 260 gia đình thuộc diện này của địa phương. Theo đó, chính quyền huyện Di Linh sẽ dành 2 tỷ đồng đầu tư cho 134 gia đình ở xã Đinh Trang Thượng, 66 hộ ở xã Sơn Điền, số tiền gần 1 tỷ đồng, 57 hộ ở xã Bảo Thuận với số tiền hơn 800 triệu đồng, 10 hộ gia đình ở xã Gung Ré với số tiền 150 triệu đồng. Theo định mức, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng để phát triển các mô hình trồng trọt và chăn nuôi. Số tiền hơn 4 tỷ đồng đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thiếu đất sản xuất ở huyện Di Linh được lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở Di Linh sẽ được lồng ghép với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khác gắn với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Các hộ được nhận hỗ trợ từ đề án sẽ phải ký cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn theo đúng hướng dẫn để sớm thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Trước thực tế sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống, năng suất và thu nhập thấp, từ năm 2018 tới nay, nhiều nông dân ở huyện Đam Rông đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm, đầu tư, nhà kính, nhà lưới, chuyển từ các loại cây như cà phê, bắp, đậu, dâu tằm sang trồng rau màu. Hướng đi này đã giúp nhiều hộ nông dân nâng cao thu nhập và đổi đời trở nên giàu có. Sau nhiều năm trồng cà phê nhưng hiệu quả kinh tế thấp, năm 2018, gia đình anh Phí Văn Thìn ở thôn trung tâm xã Phi Liên, huyện Đam Rông đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng nhà kính và chuyển sang trồng cây ớt ngọt. Nhờ khí hậu thổ nhưỡng phù hợp cùng với việc áp dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất, vườn ớt ngọt phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng sản phẩm đảm bảo. Bình quân mỗi năm, khu vườn 1 hectare cho thu từ 150 đến 180 tấn ớt quả. Với mức giá bán dao động từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký, gia đình anh Phí Văn Thìn thu về từ 3 đến 4 tỷ đồng, cao gấp khoảng 20 lần so với sản xuất cà phê. Từ chỗ mong làm đủ ăn, sau hơn 4 năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình nhà kính trồng ớt ngọt đã giúp nông dân Phí Văn Thìn trở thành triệu phú. Mới đầu thì bao giờ nó cũng khó thôi, nhất là cái vùng vừa vùng mới và thứ hai là mình này cũng là người mới mà mình này cũng không được đào tạo qua cái chuyên ngành bài bản, nó tay ngang, cho nên là khó khăn thì thôi thì cũng phải cố gắng. Mà cũng được cái là các anh chị em đi trước thì các vùng khác thì mình qua đó mình học hỏi người ta thì người ta rất là tâm huyết, người ta giúp đỡ, hiệu quả nó cao. Nhận thấy việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là mô hình trồng ớt ngọt trong nhà kính, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khoảng 3 năm trở lại đây,
đã có khoảng 30 nông hộ khác trên địa bàn huyện Nam Rông tiếp cận với hướng đi này. Nhà trồng ít thì vài ba sào, nhiều có thể lên tới vài ba hecta mỗi hộ. Ngoài được chỉ dẫn kỹ thuật từ những gia đình đi trước, những nông hộ làm sau còn được tham gia vào các tổ sản xuất hoặc hợp tác xã, nên tất cả sản phẩm đầu ra đều được nhận bao tiêu. Đến nay, 100% hộ sản xuất ớt ngọt trong nhà kính ở huyện Nam Sông đều có thu nhập cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng truyền thống của địa phương. Đầu tư ban đầu thì nó hơi cao, nhưng mà nó đánh đổi được khoảng 2 hectare cà phê một sào, sản lượng bình quân đạt khoảng 17-18 tấn. Giá cả thì hợp tác xã nó thu mua theo giá thị trường bình quân một năm phải được tầm 4-500 triệu. Bước đầu thực hiện một số mô hình như là thí điểm và gắn với việc tuyên truyền vận động, khuyến nông, đề xuất cấp có thẩm quyền để xem xét tổ chức ứng dụng thí điểm. Thì phải nói rằng đây là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở trên địa bàn huyện Nam Rông và ở khu vực hai xã Phiên Điên, Đạc Cà Nạc bước đầu cho kết quả rất là tốt. Năng suất, chất lượng gắn với đó thực hiện là sản xuất theo liên kết hỗ trợ tiêu thụ gắn với thực hiện cái chương trình mỗi sản phẩm thì đã thúc đẩy và tạo sự lan tỏa rất là tốt. Mặc dù tổng chi phí đầu tư khá cao, mỗi hecta lên tới hơn 4 tỷ đồng, tuy nhiên nhờ hiệu quả kinh tế cao, cây trồng ít bị sâu bệnh, nên đến nay nông dân huyện Nam Rông đã đầu tư được khoảng 20 hecta tập trung ở khu vực hai xã Phi Liên và Đạ Cờ Nàng. Ngành nông nghiệp huyện cũng đang khuyến khích và hỗ trợ các gia đình có điều kiện mạnh dạn tiếp tục mở rộng các mô hình đã có và phát triển mới các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất trong nhà kính để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đây được xem là hướng đi mới giúp ngành nông nghiệp địa phương phát triển ổn định, bền vững. Chuyển sang những thông tin khác, chiều nay Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện các sở ngành và Hội Luật gia các huyện, thành phố đã tham dự. Năm 2022, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tích cực đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Các cấp hội luật gia đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 2.000 đợt, với 250.000 lượt người tham dự, tư vấn pháp luật cho 5.000 trường hợp, trợ giúp pháp lý miễn phí cho hơn 1.000 trường hợp, tham gia hòa giải hơn 700 vụ việc. Trong năm, các thành viên Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng cũng đã tham gia tích cực trong việc giám sát thực hiện pháp luật, giám sát phản biện xã hội. Hội nghị cũng đã nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong thời gian tới. Năm 2023, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm phát triển hội viên, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho người dân. Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường phối hợp với cơ quan tư pháp, các tổ chức có liên quan trong tham gia công tác giám sát thi hành pháp luật, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức, giúp người dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Sáng nay 13 tháng 2 tại thành phố Đà Lạt, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống và loại trừ sốt rét, phòng chống ký sinh trùng, côn trùng năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Với sự tham dự của đại diện một số cục ngành thuộc Bộ Y tế cùng hơn 150 đại biểu đến từ các sở y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng. Theo báo cáo, trong năm 2022, tổng số bệnh nhân sốt rét toàn khu vực Nam Bộ là 20 ca, không có trường hợp nào tử vong do sốt rét. Các chỉ số bệnh nhân sốt rét, ký sinh trùng sốt rét đều giảm, chiếm 30% so với tổng số bệnh nhân sốt rét. So với năm 2021, bệnh nhân sốt rét giảm và ký sinh trùng sốt rét giảm hơn 53%. Trong đó có 3 trên 20 tỉnh thành có bệnh nhân sốt rét giảm là Lâm Đồng, Bình Dương và Bình Phước. Mục tiêu phòng chống và loại trừ sốt rét năm 2023 là không để dịch sốt rét lớn xảy ra. Duy trì kết quả loại trừ sốt rét tại 15 tỉnh, thành phố, đảm bảo độ bao phủ đạt trên 90% dân số sống trong vùng sốt rét lưu hành, vừa và nặng, được bảo vệ bằng biện pháp phun hóa chất và tắm màng theo kế hoạch. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày các tham luận về các biện pháp phòng chống và loại trừ sốt rét, các bệnh truyền nhiễm lưu hành và mới nổi tại địa phương. Yeah.
Những nội dung chính trong phần tin trong nước: người dân cần chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa, thời điểm dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát cao. Bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn đã khiến tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sụt giảm mạnh trên toàn cầu. Nhưng trong tháng 1 năm nay, nước ta vẫn ghi nhận những con số tích cực về nguồn vốn này, mở ra những triển vọng lạc quan cho cả năm nay. Trong tháng đầu năm 2023, tỉnh Bắc Giang thu hút được 800 triệu đô la Mỹ vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đầu tư vào khu công nghiệp, chiếm gần 50% số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của cả nước. Đây là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đón dòng đầu tư mới. Từ lãnh đạo tỉnh cho đến cán bộ ở cơ sở thì đều phải cố gắng nỗ lực để nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là cái tinh thần thái độ phục vụ. Thứ hai là tập trung cho cải cách cái thủ tục hành chính để đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện, phục vụ tốt cho nhà đầu tư. Cái thứ ba nữa là tỉnh cũng quan tâm đặc biệt đến cái việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Trên bình diện cả nước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1 giảm so với cùng kỳ, nhưng có tới 153 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về số vốn đăng ký. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Phải nói là trong thời gian vừa rồi, một số các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là một số các cái tỉnh, Hà Nội cũng như vậy, tức là cũng đồng hành với các nhà đầu tư, chịu khó lắng nghe, tiếp xúc và trao đổi, thảo luận với các nhà đầu tư để khắc phục, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc của họ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chịu khó mà lắng nghe để mà thay đổi chính sách, mà đặc biệt là cải thiện cái môi trường đầu tư cũng như cái hạ tầng. Chúng tôi rất tự tin để nói rằng các doanh nghiệp châu Âu sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam trong thời gian tới khi tình hình kinh tế thế giới đang dần tốt lên. Việt Nam có rất nhiều lợi thế so với các quốc gia trong khu vực với tiềm năng về thị trường, về hợp tác thương mại và sự cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh thu hút dòng vốn khó khăn, nhưng năm 2022, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam vẫn đạt trên 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm trước và cao nhất trong 5 năm gần đây. Trước những tín hiệu tích cực này, các chuyên gia dự báo năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục hút dòng vốn FDI với con số kỳ vọng đạt từ 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, ngành công thương Đắk Lắk phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ đô la, kim ngạch nhập khẩu đạt 100 triệu đô la. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành công thương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân, tập trung phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch, phát triển một số ngành hàng có lợi thế, hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng gia tăng cao, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu với các mặt hàng chủ lực của địa phương, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, định hướng cho doanh nghiệp chủ động nghiên cứu các tiêu chuẩn thị trường. Thay vì trưng bày hiện vật lịch sử để du khách và những em học sinh tới tham quan, chiêm ngưỡng những giá trị lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, thì tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã thay đổi việc trưng bày truyền thống bằng việc tái hiện truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương bằng trường bắn, để du khách trải nghiệm trò chơi bắn nỏ. Điều này khiến cho cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh tới tham quan rất thích thú. Đây là trường bắn ngự xạ đài, được tái hiện để khách du lịch có thể tham gia trò chơi bắn nỏ. Tương truyền, ngự xạ đài chính là nơi vị vua đầu tiên của nước Âu Lạc là An Dương Vương ngồi xem binh lính luyện tập. Thế nên khi các em học sinh có mặt tại khu di tích Cổ Loa, khoác lên mình những bộ quần áo hóa thân thành các chiến sĩ của thời An Dương Vương và tham gia bắn nỏ, khiến các em đều thích thú. Nổi tiếng với lại nỏ thần của đức vua An Dương Vương, và con cảm thấy vô cùng tự hào khi được tham gia trải nghiệm hoạt động bắn nỏ. Con cũng cảm thấy rất là thú vị tại vì nó bắn rất mạnh và có thể đi rất nhanh ạ. Ý bắn nỏ là một cái môn thể thao có đặc thù riêng của nó, và nó không những cần là cái sức bền, sự dẻo dai mà nó còn cần cả sự kiên nhẫn và cái sự tỉnh táo vững vàng về mặt tâm lý nữa. Mặc dù cả nỏ và mũi tên đều được thiết kế khá đơn giản,
chỉ đáp ứng được phần nào các truyền thuyết của lịch sử. Thế nhưng những bài học lịch sử dường như dễ ngấm hơn qua những giờ vừa học vừa chơi như thế này. Qua cái quá trình 2 năm thì chúng tôi nghiên cứu dựa trên cái lịch sử của khu di tích cổ loa, những cái câu chuyện về nỏ thần, rồi địa điểm về ngự xạ đài. Thì chúng tôi xây dựng thành một cái trường bắn tại cái khu trải nghiệm này. Đặc biệt là với cái chương trình này thì là sẽ mang lại tiếng cười, niềm vui cho học sinh và du khách. Cũng như là qua cái này thì nó sẽ làm mang gieo được cái niềm yêu di sản. Đó là nó gắn với cả một cái thời kỳ đầu tiên, thời kỳ dựng nước, nhà nước Âu Lạc. Học lịch sử như thế nào luôn là vấn đề mà các cấp quản lý, các nhà làm giáo dục cũng như cộng đồng quan tâm suy nghĩ. Nếu ngày càng nhiều các hoạt động trải nghiệm thực tế như trò chơi bắn nỏ tại cổ loa được thiết kế, phục dựng và gắn vào đó là những câu chuyện lịch sử của dân tộc, thì chắc chắn môn lịch sử sẽ trở nên hứng thú và là niềm yêu thích với các em học sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.